Chuyện bé Xuân Nghi và lời cảnh tỉnh cho những ai cố tình quên nguồn cội của chính mình. Tôi bị sốc khi đi du học từ Mỹ trở về Việt Nam, không hòa nhập được. Đó là một ý trong đoạn chân tình mới đây của bé Xuân Nghi với báo giới về chính mình. Và ngay lập tức, những điều ngỡ như cá nhân riêng từ đó đã phải lãnh nhận không ít gạch đá từ dư luận người việt ta từ bao đời nay vẫn có câu con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo điều đó tự thân nhắc nhở cho chúng ta về nguồn cội về lẽ biết ơn và luôn khắc ghi cội nguồn của chính mình cũng chính bởi khắc ghi điều đó nên nhiều người việt dù thành danh đỗ đạt nơi xứ người đều mong muốn trở về phụng sự quê hương đất nước bởi họ ý thức được sâu sắc rằng mình có được như ngày hôm nay tự thân nguyên bản chính là nhờ vào sự bao bọc che chở và bảo dưỡng của quê hương dòng tộc cũng như gia đình bé xuân nghi dù tuổi đời và sự thành danh chưa đến độ thực sự lớn lao nhưng tin chắc em đủ trí khôn và hiểu biết để phân biệt tình hình và hành động sao cho đúng vậy nhưng chính trào lưu xính ngoại thực dụng và lai căng đã biến em trở thành người khác khác người và cũng hết sức xa lạ với phần còn lại của đất nước dân tộc mình cái sự sốc mà em nói đến đó bao trùm là văn hóa nhưng cụ thể hơn chính là việc em xa lạ với những mối liên hệ của chính em nơi quê nhà ai rồi cũng phải khác người việt xa quê chắc chắn sẽ có những góc nhìn cách tiếp cận khác nhau khi nghĩ khi nói về quê hương xứ sở của chính mình nhưng vượt lên tất cả người việt xa xứ hãy khắc ghi vào tâm khảm rằng dù đi đâu làm gì có như thế nào đi nữa thì mình vẫn là công dân việt nam mang trong mình huyết quản của con lạc cháu hồng điều đó tự thân và chỉ cho chúng ta rõ hơn về cội nguồn gốc rễ của chính mình việc nghĩ về quê hương vì thế không nên bị nhuốm màu trào lưu hãy thực tâm nghĩ về quê hương hướng về quê hương thì khi đó dư vị quê hương mới thực sự mặn nồng ra diết. Câu chuyện của bé Xuân Nghi cũng là bài học xé lòng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang cố tình xóa nhòa, gạt bỏ quê hương ra khỏi th tâm thức của mình. Đó lại càng là lời dân dạy cho những kẻ đang dẫm đạp, xem chuyện chống phá quê hương thành kế sinh nhai và thăng tiến trước đám quan thầy có thái độ chống lại quê hương Việt Nam văn hiến và gấm vóc của chính chúng ta